Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì theo yêu cầu của các bạn, có rất nhiều bạn hỏi mình làm về cái chủ đề địa điểm mà chồn ấy, thì hai tới và chỗ nào là bắt được chồn. Thì rất là đơn giản nhé. Thì chồn ấy thì những cái vườn này và những vườn cây tùm xung quanh chúng ta ở đều có chồn hết. Cách phát hiện chồn ở thì các bạn sẽ nhìn những cái vết bới nha. Cái con chồn thì nó sẽ bới đất để tìm kiếm ăn những con bọ, những con giun nha. Đây mình sẽ chỉ vết cho các bạn xem nha. Cách mà chúng ta bắt được những con chồn đó chính là đặt bẫy này, cạm này hoặc dùng dây nha. Đây mình sẽ quay sơ cho các bạn xem nha. Đồi, núi, chỗ nào cũng có nha. Nhưng mà đặc biệt con chồn thì nó có dấu vết nha. Nó đến chỗ nào nó sẽ bới nha. Cái con chồn này thì nó sẽ bới đất để ăn tìm kiếm giun nha. Với ăn những con bọ nha, ăn thập cẩm nha. Đây như... ở vùng này là có chồn này. Đây cái vết bới đất đây anh em. Đây nha. Đây. Anh em các bạn cứ thấy cái vết nào mà nó bới đất nha. Đây nha anh em nha. Anh em đặt bẫy theo những kiếm những cái hào này hoặc những cái hủm mà có đường ngắn ngắn nha, đường đi lại của nó sẽ ngắn ngắn hoặc là những cái đường dân sinh mà người ta bỏ hoang rồi nha, ở ngay gần đường hoặc là lâu ngày dân người ta không đi ấy thì anh em cứ đặt nhà mà thấy cái vết lâu lâu anh em phải tìm kiếm xem nó có vết bới nha. Đây nếu mà chồn thì lâu lâu theo đường là nó sẽ có vết bới, đây nó bới để ăn giun nha, ăn thập cẩm nha. Đấy như thế này thì anh em có thể đặt bẫy ở những cái chỗ này là có đường dân sinh người ta đi nhưng mà bây giờ lâu không đi rồi, mình sẽ đặt bẫy ở địa điểm như vậy nha, rào hai bên cạnh vào. Loại chồn này bắt rất là dễ nha. Đây anh em nha, mình quay cho anh em xem hôm nay mình đi thăm bẫy luôn đây. Chúng một con chồn nha. Đây đúng là loại chồn bạc má mà mình vừa nói với các bạn nha. Chồn này ở miền nào cũng có nha. Chồn này cái múi nó nhìn hơi giống giống múi con heo nha. Đây, múi này những cái vết mà bới đất chính là của con này đây. Đấy, chồn này thì rất là nhiều nha. Đây là thành quả hôm nay mình đi xem cạm nha các bạn nha. Đây cả chuột cả chồn nha. Rồi chúc các bạn may mắn. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau.